Anh em ai cần đó là cây thuế hay là muốn nick liên quân thì nhắn tin cho NMH. Zalo và Facebook thì để đó là trên màn hình và dưới phần mô tả của video. Chúc anh em xem đó là video vui vẻ. Kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Trong video này NMH sẽ làm về vị tướng đó là Zeus. Một vị tướng sát thủ, sát thương phép. Đối với Zeus thì có lẽ là phù hợp với đó là hai vị trí, đó là đi rừng và đi gọi là mid. Kể cả đó là đi lên ta thân cũng được nha. Nhưng mình nghĩ thì có lẽ là để phát huy gọi là tối đa sức mạnh của vị tướng xíu này thì anh em sẽ đó là đi rừng cũng sẽ đó là ok nhất. Thì trong video này NMH cũng sẽ đó là trình bày cho anh em cụ thể về trang bị bảng ngọc và phù hiệu đó là dành cho đó là vị tướng này thì anh em cùng đó là theo dõi. Thì lời đầu tiên thì không có gì, thì một ngày thì NMH xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em đó là có những trận đấu thật là vui vẻ, hấp dẫn. Ok. Thì đầu tiên thì sải phám đó là bùa xanh trước tiến sang bùa đỏ và gánh đó là khu vực đường rông, nơi mới có sự xuất hiện đó là của Elsu Toro. Đối đầu với bên kia chiến tuyến đó là vị tướng đó là Celica. Và anh em nhận thấy rằng thì hiện tại Celica tem bên đích đó là ra đáng quăng chiêu hai để check map, nhưng mà cuối cùng thì bị đó lên bảng điểm số và điểm hạ gục dành cho đó là Bo Toro. Tình huống này thì sẽ đó là bắt luôn đó là vị trí Omega của tem bên đích, và anh em thấy thì Omega tem bên đích bốc hơi cực kỳ là nhanh luôn. Tình huống này mình sẽ đó là sử dụng chiêu 1 cấu rỉa và tích điểm đó là vào vị trí xa thủ tém bên địch, bắn vào rồi pha này thì lượt đó là chiêu 2 phóng đồn lên, và chắc chắn thì pha này thì xa thủ tém địch lên bảng điểm số rồi. Vậy là quá ok luôn, bây giờ thì có lẽ là quay trở về thôi. Tém bên mình Elsu cũng như đó là Bo Toro thì đáng cướp đó là bùa xanh của tem bên địch. Bây giờ thì đáng nhận thấy đó là tem bên địch đó là tiến vào bùa xanh của tem bên mình, nhưng mà bị đó là tem bên mình ngăn cản rồi, nên là bùa xanh của mình thì vẫn an toàn. Mura tem địch thì ảo ảnh trạm, và anh em nhận thấy rằng thì về ra tem mình cũng khá là thấp máu, tình huống này sẽ lại hỗ trợ xíu này. Nhưng mà có lẽ là Mura tem địch đó là lùi lại rồi, mình vẫn đang núp đấy nhá. Mình nghĩ thì Murat sẽ lượt lên đúng không? Lượt lên để có thể là bắt, rồi mình sẽ bắt bóng Murat này. Hello bạn Murat, rồi pha này thì chắc chắn là Murat lên bảng điểm số. Khi mà đã bắt bóng rồi, thế chiếu lượt rồi, thế chiếu né sát thương rồi thì lên bảng điểm số thôi. Thì khi bắt Murat thì anh em để ý là nên bắt bóng cho mình nữa. Bởi vì khi nó đuổi theo là đồng đội của mình thì nếu mà không hạ gục được thì thường xuyên nó sẽ giật bóng về. Bởi vì không giật bóng về thì sẽ bị đồng đội tém mình hạ gục, mà giật bóng về thì anh em nên chặn bóng kiểu là hai người hai đầu á. Thì đối với chất tướng Zeus thì thời điểm trước thì sẽ dễ chơi hơn so với thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại thì Zeus khó chơi hơn, đòi hỏi anh em việc tích điểm nội tài và sử dụng đó là kỹ năng khá là nhiều. Tình huống này thì nhận thấy có một pháo gọi là giáo tránh, đai địa chấn của Bo Toro sử dụng. Pha này thì chắc có lẽ đó là SP của tém địch thì phải bỏ chạy thôi. Mình thì sử dụng đó là chiêu cuối luôn, nhưng mà anh em thấy thì vẫn chưa đủ cái lượng đám để hạ gục được đó là tướng địch. Tình huống này thì vẫn cá đang đuổi theo, nhưng mà cũng không vấn đề gì cả. Tém bên mình thì Bo Toro lên bảng điểm số luôn rồi. Về chiếu thức của vị tướng Zeus này thì mình sẽ đó là phân tích cho anh em đó là như sau. Chiếu thứ nhất thì anh em sử dụng gọi là theo hướng chỉ định, có đao đi và đao về.
có đao đi và đao về thì anh em nên nhớ rằng đó là bây giờ đó là tâm của chiêu 1 á, nó cũng sẽ đó là rộng hơn anh em ạ, dễ trúng hơn đó là so với trước. Còn về chiêu 2 thì phóng đồn thì anh em lượt là trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương. Rồi pha này thì mình sẽ lại bắt luôn này, chiêu 2 trúng này, chiêu 1 và combo lại hồi được rồi chiêu 2 tiếp. Và khi đó là anh em sử dụng chiêu 2 thì anh em nên nhớ rằng đó là anh em có thể sử dụng đó là được nhiều lần chiêu 2 trong một pha combo. Thì xíu nữa mình sẽ phân tích cực kỳ là cụ thể. Đơn giản nhất đó là anh em sử dụng chiêu 1 đó là trúng tướng địch, sau đó thì anh em lượt chiêu 2 lại trúng tướng địch và đánh thương một phát là lại hồi chiêu 2 tiếp. Và anh em nên nhớ rằng đó là khi chơi diều thì chiêu 2 phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, luôn luôn có chiêu 2 khi đó mới hiệu quả được. Thứ nhất là bắt mục tiêu hoặc là thứ hai bỏ chạy thì sẽ đó là ok nhất. Khi anh em gọi là không có chiêu cuối thì combo cơ bản nhất vẫn là cấu rỉa đối phương bằng chiêu 1, sau đó lao vào bằng chiêu 2 đánh thương. Và đòn đánh thương đó thì sẽ đòn đánh đó là nội tài, tăng sát thương nhá. Sát thương sẽ cực kỳ là lớn luôn. Nói chung đòn đánh nội tài là đòn đánh cực kỳ là quan trọng để phát huy tối đa sức mạnh của Zeus. Pha này thì Murad ảo ảnh chạm này, rồi pha này thì mình giả lừa nhá. Đấy, anh em thấy thì mình sẽ lại bắt lại này, mình không lượt lên mà mình quay trở lại bắt. Sử dụng luôn đó là chiêu cuối, vừa gây sát thương, vừa đó là né được sát thương của đó là Murad tem bên địch và tiễn Murad lên bảng điểm số. Về chiêu cuối của vị tướng đó là Zeus thì phóng bá, thứ nhất đó là gây sát thương lớn vào tướng địch, thứ hai nữa nó có khả năng gọi là không bị đó là chọn làm mục tiêu, vì thế có thể né được đó là sát thương của tướng địch. Vì thế chiêu cuối anh em sử dụng một cách hợp lý vẫn đó là phương án gọi là tối ưu nhất. Tình huống này thì sẽ bắt đó là vị trí ca hit tem bên địch luôn nhá. Vừa sử dụng chiêu cuối vừa né được đó là chiêu cuối của đó là ca hí nữa. Ở chung chiêu cuối thì anh em dùng để đó là áo nháy cực kỳ là tốt và hiệu quả luôn. Tình huống này thì cướp được đó là bùa sánh của tem bên địch và rút lui một cách an toàn, quay trở về lùng lúa ngay đó là con rồng này nữa. Tiếp về cách combo của vị tướng Zeus này như thế nào cho hợp lý thì nếu đối phương ở xa, anh em cứ cấu rỉa chiêu 1 dành cho mình trước đã. Khi mà trúng mục tiêu thì phía trên đó là đỉnh đầu của mục tiêu thì sẽ có cái dấu ấn đó anh em ơi, cái dấu ấn trên đỉnh đầu á. Sau đó thì anh em lượt lại bằng đó là chiêu 2 tiếp cận đối phương bằng chiêu 2 đánh thương cho mình một phát. Đòn đánh thương thì sẽ đó là nổ đám anh em ạ, cường hóa nổ đám á, lượng sát thương sẽ cực kỳ là lớn. Rồi sau đó thì anh em gọi là khi anh em đánh thương một phát ấy, thì nó sẽ hồi được chiêu 2 nữa. Và pha này thì anh em thấy rằng á, thì Murad của tem bên địch á, thì mình nghĩ đang ăn con giới đúng không? Thì tình huống này, đây anh em thấy chưa, pha này mình sẽ bắt Murad này. Đặt bóng ở đó rồi thì tạm biệt bàn này, chạy đó, chắc chắn thì pha này Murad không chạy được rồi. Sử dụng đó là tiếp cận. Và anh em thấy thì mình luôn luôn đó là có chiêu 2 sử dụng thêm được một lần nữa, nếu mà đối phương bỏ chạy thì có thể sử dụng chiêu 2 để tiếp cận. Nếu mà đối phương gọi là di chuyển tốt thì anh em có thể sử dụng chiêu 2 để tiếp cận, sau đó thì sử dụng chiêu 1 rồi sau đó đánh thương, sử dụng đó là chiêu cuối. Còn trong trường hợp anh em thấp máu quá thì sử dụng chiêu cuối luôn, nếu mà anh em sử dụng chiêu cuối luôn thì cái lượng đám sẽ không phải là quá tốt. Díu thời điểm hiện tại mạnh là mạnh ở đòn đánh gọi là nội tài nhá. Mình luôn nói với anh em rằng là sử dụng đó là đòn đánh nội tài thì díu thời điểm hiện tại sẽ cực kỳ là khỏe, nên là anh em phải biết tận dụng đòn đánh đôi tài của vị tướng này. Bây giờ thì đang nhận thấy được tầm nhìn của đó là Triều Vân tem bên địch, nhưng mà Triều Vân thì lùi lại rồi anh em ơi, khi mà tem bên mình thì đang ép khá là tốt. Rồi pha này thì sẽ bắt đó là vị trí xa thủ tem bên địch này, combo phạt bộc hơi luôn. Đám của đó là díu là đám sát thương phép, nên là vì thế thì tem bên địch mà không có những đồ phản phép thì cái lượng sát thương sẽ cực kỳ là khỏe. Và này sẽ bắt luôn này. FP của tem bên địch, ôi vẫn chạy về được đến từ đó là vị trí của Omega. Ok, pha này mình sẽ bắt bóng Murad nha. Rồi pha này Murad chắc chắn thì lên bảng điểm số rồi. Combo luôn này, tiền Murad lên bảng điểm số thân thánh này. Lượng máu của mình cũng khá là thấp, rút lui đó là bằng chiêu 2. Thì đó là cách chơi của vị tướng díu thôi, cũng không có gì là khó cả. Quan trọng nhất là anh em lao vào một cách nhịp nhàng và sử dụng chiêu cuối né được sát thương của tướng địch là sẽ đó là ok nhất và áo nháy được nhất.
Đây anh em thấy thì pha này mình sẽ bắt xạ thủ tèm bên đích này. Đáng sử dụng chiêu cuối đúng không? Không có tầm nhìn là nó sẽ không bắn vào mình. Rồi tình huống này thì anh em thấy thì tình huống này mình có thể bắn trù luôn nha. Combo phạt thì chắc chắn là xạ thủ tèm đích lên bằng điểm số. Mình sẽ mượn mấy đó là con lính này để lấy nồi tái nha. Một lần lượt, hai lần lượt chiêu hai, ba lần lượt chiêu hai này. Rồi pha này thì kết liễu và tiền đó là vị trí xạ thủ tèm đích lên bằng điểm số. Nhưng mà tình huống này thì bị đó là triệu vấn một bộ chiêu cuối đó. Bởi vì lượng máu của mình thấp như vậy thì chắc chắn là không chạy được nữa rồi khi mà hết chiêu cuối. Thì đó là cùng một cách để anh em sử dụng chiêu hái được đó là nhiều lần để tiếp cận gọi là mục tiêu. Anh em nhờ vào đó là những con lính để lấy nồi tài. Tức là anh em sử dụng chiêu 1 trúng 3 con lính đúng không? 3 con xe và con lính á. Thì anh em gọi là lượt chiêu 2 lại. Rồi đánh một phát rồi lượt chiêu 2 lại. Nói chung thì anh em sử dụng được chiêu 2 nhiều lần. Qua đó thì anh em có thể tiếp cận đối phương đó là dễ dàng hơn bằng cách đó là lấy nồi tài từ những con lính. Nói chung bây giờ những bẹt xíu thì thường xuyên đó là tích nồi tài từ những con lính để có thể đó sử dụng được chiêu hái nhiều lần, giúp díu đó là ảo diệu hơn đó là rất chi là nhiều. Cái lượng sát thương đến từ đòn đánh nồi tài đó là V6 thì sẽ cực kỳ là nhiều luôn á. Bây giờ thì nhận thấy búa đỏ của tém đích vẫn còn, nên là mình sẽ cướp luôn búa đỏ của tém bên đích. Ồ, vừa thấy đó là hình như Omega đáng gọi là ở trong bụi cỏ này biến về đúng không? Đấy đúng không bạn ơi? Đấy đúng không? Rồi, pha này thì chắc chắn Omega lên bảng điểm số rồi. Thì phá đó mình cũng không biết tại sao đó là Omega lộ tâm nhìn được đó là phá đó nữa. Vừa thấy bóng dáng phát. Ok, thôi không sao cả. Dầu sao thì cũng ăn được phá đó là ngon rồi. Rồi, pha này mình sẽ bắt vấn cá này. Chắc chắn thì pha này vẫn cá hết chạy thôi, chạy đâu bạn ơi. Sử dụng chiêu 1 trúng rồi này. Lại lượt lại này, chạy đâu. Thế một phát nữa này, chiêu vẫn lên bảng điểm số. Nói chung những vị tướng không có kháng phép thì thực sự đó là giai đoạn này thì một combo của đó là díu thì chắc chắn là lên bảng điểm số rồi. Trừ những vị tướng có đóng huấn chương trói, đóng giáp gai á hoặc là các món đồ theo thiên hướng kháng phép, còn lại thì rất chi là khó. Dính một combo là lên bảng điểm số liền. Nói chung không phải là một con bò chứ một chiêu 1 trúng 2 đó là vừa đi đao về một phát gọi là lao vào bằng chiêu 2 và đánh thường phát nữa là cùng thuộc dạng đó là trắng máu rồi á. Bởi vì đòn đánh cương hóa thì sẽ cực kỳ là nhiều sát thương. Rồi tình huống này sẽ bắt đó là tém bên địch luôn này. Omega lên bảng điểm số. Tém bên địch thì những chất tướng dọn dẹp lính cũng khá là tốt, ví dụ như đó là Celica hoặc là ví dụ như cá hí chẳng hạn. Nhưng mà nếu tém bên mình tấn thế này thì cũng sẽ đó là dễ dàng đó là chơi hết. Eo su thì có khả năng cấu rỉa đó là tâm xá tốt nữa. Bây giờ thì anh em thấy thì mình đó là sẽ lấy nữa là núp đấy để xem có ai ra dọn dẹp đó là con này. Con dòng tiến phóng này mình sẽ bắt luôn nhá. Rồi pha này triều vấn rồi, pha này này, chiếu 1 trúng này, chiếu 2 tiếp cần đánh thương này, chiếu cuối này, chiếu 2 tiếp này và lên bảng điểm số đến tư vấn cá. Nên là vì thế mình luôn nói với anh em rằng đó là luôn luôn có chiêu hái để đối phương có bỏ chạy á, thì anh em có thể dựa theo hoặc là đối phương đuổi anh em thì anh em có thể đó là bỏ chạy. Khi đối phương ở xa thì anh em cứ cấu rỉa đó là bằng chiêu 1 dành cho mình thôi. Vừa cấu rỉa vừa tích điểm nồi tài trên đỉnh đầu của đối phương. Pha này thì xạ thủ tém địch phải mất đó là tốc biến để bỏ chạy thôi. Về phần đó là phù hiệu thì mình sẽ lên đó là má chủ để có thể nổ đó sát thương và hạ gục đối phương một cách đó là nhanh nhất á. Còn về trang bị thì sẽ lên như sau. Đầu tiên thì món đồ đi rừng đó là món đồ đi rừng gươm lâu ghi, món đồ đi rừng sát thương phép. Tiếp đến thì dây kiến cương kháng hiệu khống chế. Sau đó thì vương miền giúp gia tăng lượng cống phép. Tiếp đến thì một món đồ xuyên giáp phép đó trường hồn mát. Tiếp đến thì quên trường. Và cuối cùng đó là quả cầu băng sướng né sát thương. Đó là biểu đồ chuẩn chỉ nhất dành cho đó là vị trí của Zip mà mình đó là sử dụng. Tình huống này thì anh em thấy thì đang có một pha gọi là giao tránh. Murat tém đích đặt bóng thì mình sẽ bắt bóng của Murat nhé. Chắc chắn thì pha này Murat lên bảng điểm số rồi. Vẫn đang còn quả cầu băng sướng, bật quả cầu băng sướng né đám nhẹ một xíu. Nhưng mà cuối cùng thì cá hí vẫn nắm được mình. Mất đó là kem mang chấm dứt hơi tiếc một xíu anh em ạ. Bây giờ hết nội tài của quả cầu băng sướng thì mình sẽ lên đó là cây giáp hồ manh. Hết giáp hồ manh thì mình sẽ bán lên liêm đoạt manh á. Kiểu rằng như vậy anh em ạ, món đồ cuối thì anh em lính đồng đó là dành cho mình.
Với bảng ngọc dành cho vị tướng Dĩ này thì anh em sử dụng bảng ngọc cho mình như sau. Ngọc đỏ, đó là cống phép và xuyên giáp phép. Ngọc tím anh em lên cho mình 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên cống phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên giáp phép nhá. Một chất tướng mình nghĩ đó là thời điểm hiện tại thì không phải đó là quá khỏe. Nhưng mà đối với Dĩ vẫn có một điều gì đó đặc biệt là bắt những vị tướng xóa phù á, thì Dĩ vẫn đó là rất chỉ là ok. Bắt những vị tướng gọi là xạ thủ và xạ tướng chủ lực của tay mến địch vẫn rất chỉ là ok. Điểm yếu của Dĩ đó là hiệu khống chế anh em ạ. Kiểu là Dĩ chỉ có đó là làm chậm đối phương bằng chiêu mô thôi, còn lại thì có lẽ đó là anh em cần đó là hạ gục mục tiêu một cách càng nhanh thì càng tốt. Bây giờ ta thân xế giáp phút thứ 15 xuất hiện rồi. Thì anh em thấy thì mình đó là sẽ về phá bố sánh rồi tính đồng đội lên anh ta thân xế giáp luôn nhá. Bởi vì thời điểm hiện tại thì anh em phải thấy á, thì tém bên mình đang thiếu người. Nếu mà bây giờ nếu mà không có đồng đội thì án cũng rất chỉ là mạo hiểm. Và pha này thì anh em thấy thì đang lúc đấy đang thể thiếu người, mình sẽ đó là bắt vị trí của cả hi tém bên địch, nhưng mà bắt chưa thành công. Vẫn đang lúc đấy tiếp anh em ạ, chờ xem đó là tém bên địch như thế nào. Đang thể thiếu người mà không thể rồi chủ quan được. Triều vấn của tém bên địch rồi, pha này bắt triều vấn cũng được anh em ạ. Combo vào vị trí của triều vấn luôn này, bổ đó là chiêu cuối vào mình, nhưng mà mình tiền triều vấn lên bảng điểm số. Xạ thủ tém địch tốc biến định bắt mình, nhưng mà cuối cùng bị mình xả thật thương trở lại, mất cái giáp hồ mình bán liên liêm đoạt mình. Và cuối cùng thì anh em thấy một phá 4 đánh 5, nhưng mà vẫn đó là giao tranh thành công, thì chả có lý do gì mà không tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn anh em ạ. Không cần đó là anh ta thân xế giá nữa nhá. Anh em đâu lên win luôn này. Rồi pha này thì cá hí của tém bên địch này, thì mình sẽ đó là lấy trù này, băng vào này, chơi luôn này, quật luôn này, cá hí lên bảng điểm số này, đánh trù đánh trù. Eo su tém mình thì cũng đang trên đường gọi là dí chuyển lên á. Rồi pha này thì sẽ vào lấy trù luôn, bởi vì tém bên địch thì đang còn đó là 5 giấy nữa ra. Ok, và trận đấu thì chắc chắn sẽ kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.